Cũng vậy, năm ba la mật đa trước và các pháp lành, muốn đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề phải nhờ bát nhã ba la mật đa đi trước dẫn đường. Nhưng bát nhã ba la mật đa này, không nghĩ ta đi đầu dẫn đường cho năm ba la mật đa trước, chúng đều đi theo ta, năm ba la mật đa, như bố thí vân vân không nghĩ bát nhã ba la mật đa sâu xa ở trước chúng ta, và chúng ta theo pháp ấy. Vì sao? Tự tánh của sáu pháp ba la mật đa này và tất cả pháp đều tinh mật, không gì có thể tạo ra, không có chủ tà, hư vọng không thật, trống rỗng vô sở hữu, tướng không tự tại giống như sóng nắng, bóng trong gương như ảnh, trăng dưới nước, việc huyễn giấc mộng vân vân, ở trong đó không có phân biệt và tác dụng của tự thể chân thật. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu tự tánh của tất cả các pháp đều không, không có tướng và dụng chân thật, thì vì sao các đại Bồ Tát tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, cầu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề? Phật bảo thiện hiện: Lúc tu hành sáu pháp ba la mật đa này, các đại Bồ Tát thường nghĩ, các hữu tình ở thế gian tâm thường điên đảo, chìm đắm trong sanh tử, không thể tự thoát. Nếu ta không tu hạnh thù thắng thiện xảo, thì không thể cứu vớt họ ra khỏi nỗi khổ sanh tử. Nay ta phải vì các loại hữu tình mà siêng năng tu hạnh thù thắng khéo léo, là bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, hướng đến việc chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, giải thoát các hữu tình ra khỏi biển lớn sanh tử. Sau khi nghĩ như vậy, đại bồ tát này bố thí tất cả các vật ở trong lẫn ngoài cho các hữu tình. Sau khi đã bố thí, vị ấy lại nghĩ, đối với bên trong lẫn bên ngoài ta đều không có bố thí gì cả. Vì sao? Các vật ở trong ngoài này đều không có tự tánh, không thể chấp bố thí, chẳng có gì thuộc của ta. Do quan sát như vậy, đại Bồ Tát này tu hành bố thí ba la mật đa sớm được viên mãn và mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì muốn giải thoát các hữu tình ra khỏi biển khổ sanh tử, đại Bồ Tát này chọn không phạm giới. Vì sao? Đại Bồ Tát này thường nghĩ, vì muốn giải thoát tất cả hữu tình ra khỏi nỗi khổ sanh tử, cầu đạt đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, ta quyết định không nên giết hại các sanh mạng cho đến tà kiến, cũng quyết định không nên cầu cảnh dục vi diệu, cầu sự giàu có vui vẻ của cõi trời, cầu làm đế thích, ma vương, phạm vương, cũng quyết định không nên cầu làm thanh văn độc giác, chỉ tự giải thoát. Nhờ quan sát như vậy, nên đại Bồ Tát này tu hành tịnh giới ba la mật đa mau được viên mãn và mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì muốn cứu các hữu tình thoát khỏi nỗi khổ sanh tử, đại Bồ Tát này không bao giờ phát tâm sân hận. Giả sử thường bị hủy báng lăng nhục của mắng, chua cay, đau đớn thấu tim tủy, vị ấy cũng không bao giờ phát sanh một niệm sân hận. Giả sử thường bị các vật như dao, gậy, ngói, đá, đất cục vân vân đánh đập thân thể, cắt chặt, đâm chém, mổ xẻ các bộ phận, vị ấy cũng không phát sanh một tâm niệm ác. Vì sao? Đại Bồ Tát này quán tất cả âm thanh như tiếng vang, sắc như chùm bọt nước, không nên vọng khởi sân hận đối với chúng, làm hư hoại các phẩm chất tốt. Nhờ quan sát như vậy, đại Bồ Tát này tu hành an nhẫn ba la mật đa, sớm được viên mãn và mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì muốn giải thoát nỗi khổ sanh tử cho các hữu tình, đại Bồ Tát này siêng năng cầu tất cả các pháp lành thù thắng trong thời gian từ lúc mới phát tâm cho đến khi đạt quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vị ấy thường không biếng nhác. Vì sao? Đại Bồ Tát này thường suy nghĩ, nếu ta giải đãi thì không thể cứu vớt tất cả hữu tình, giúp họ vĩnh viễn lìa khỏi nỗi khổ lớn sanh tử, cũng không thể đạt được trí nhất thiết trí. Do quan sát như vậy, đại Bồ Tát này tu hành tinh tấn ba la mật đa sớm được viên mãn và mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì muốn cứu các hữu tình thoát khỏi khổ sanh tử, đại Bồ Tát này tu các định thù thắng cho đến khi đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vị ấy không bao giờ phát sanh tâm rối loạn tương ưng với tham sân si. Vì sao? Đại Bồ Tát này thường nghĩ, nếu ta phát sanh tâm rối loạn tương ưng với tham sân si vân vân, thì không thể thành tựu việc lợi lạc người khác, cũng không thể chứng Phật quả mà ta mong cầu. Do quan sát như vậy, đại Bồ Tát này tu hành tịnh lự ba la mật đa sớm được viên mãn và mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề.
Để cứu hữu tình thoát khỏi khổ sanh tử, Đại Bồ Tát này không lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa cho đến khi đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vị ấy luôn siêng năng tu học trí tuệ thủ thắng vi diệu của thế gian và xuất thế gian. Vì sao? Đại Bồ Tát này thường nghĩ, nếu lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa thì ta không thể làm thành thục hữu tình, cũng không thể đạt được trí nhất thiết trí. Do quan sát như vậy, Đại Bồ Tát này tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mau được viên mãn và mau chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện hiện vì lý do đó, tuy tất cả các pháp không có tướng dụng chân thật, tự tánh đều không, nhưng các Đại Bồ Tát siêng năng tu sáu pháp Ba La Mật Đa không biếng nhác giải đãi để cầu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu tất cả các pháp Ba La Mật Đa có tánh không khác nhau, đều được Bát Nhã Ba La Mật Đa bao gồm, đều dựa Bát Nhã Ba La Mật Đa mà tu tập thành tựu, lẽ ra nên hợp thành một Ba La Mật Đa là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao lại có thể nói đối với năm Ba La Mật Đa, Bát Nhã Ba La Mật Đa là hơn hết, là thù thắng, là tôn quý, là cao cả, là diệu, là vi diệu, là ở trên, là vô thượng, vô đẳng, vô đẳng đẳng? Phật bảo thiện hiện: đúng vậy, như lời ông nói, sáu pháp Ba La Mật Đa này có tánh không khác nhau, đều được Bát Nhã Ba La Mật Đa hộ trì. Nếu không có Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì năm Ba La Mật Đa như bố thí vân vân không được gọi là Ba La Mật Đa. Phải nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa, năm Ba La Mật Đa như bố thí vân vân mới được gọi là Ba La Mật Đa. Vì vậy, năm Ba La Mật Đa trước thuộc vào Bát Nhã Ba La Mật Đa, do đó chỉ có một Ba La Mật Đa được gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cho nên tất cả Ba La Mật Đa có tánh không khác nhau. Thiện hiện nên biết, như loài hữu tình tuy có các loại sắc thân khác nhau, nhưng nếu có loài nào ở gần núi Tu Di thì đều có cùng một màu sắc. Cũng vậy, năm Ba La Mật Đa tuy có các phẩm loại khác nhau nhưng đều thuộc vào Bát Nhã Ba La Mật Đa, đều dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa mà tu thành tựu, đều nhập vào Bát Nhã Ba La Mật Đa, không thể tạo ra danh tánh khác nhau.